Vi mới cắt tóc đẹp hơn. Vi này một tháng cắt 2-3 lần xong rồi nó buộc. Hai mẹ con đang ở city. Té bây giờ mới ăn KFC xong. Qua đây. Bún này ra mới đẹp nè, tự nhiên là cháu này lên đó, tóc Vi đẹp chưa, thằng băng giống như nó kéo thẳng. Này chà chà. Mm-hmm.